những nhật lệ hội văn học nghệ thuật Quảng Bình. Và theo cái lời truyền ngôn trong dân gian của người làng Vạn Xuân thì cha của ông Ngô Đình Khả, thượng thư của triều đình nhà Nguyễn, là người làng Vạn Xuân, và ông lấy vợ ở Đại Phúc Lộc, nay là Đại Phong, và lên cư trú ở đó. Thì trong một thời gian gần Tết thì ông cùng với một số người dân ở đó đi lên trên thượng nguồn Kiến Giang lấy củi, và trên đường về thì ông đã bị bỏ cuộc. Và theo cái cuốn giáp phá của dòng họ Ngô Đình ở làng Vạn Xuân thì ông Ngô Đình Khả chức thượng thư hàm chánh nhị phẩm, là đời thứ 13 trong dòng họ. Chim có tổ xuôi có mối, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra nước, trong nguồn nước đã chảy ra. Theo dòng chảy lịch sử, mảnh đất Quảng Bình xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân đột khởi trong nhiều lĩnh vực, nhiều làng xã, dòng họ nổi tiếng trở thành chỗ dựa tin cậy cho cả vương triều và nhiều lúc là cho cả vận mệnh dân tộc quê hương. Đó là trạng nguyên thời kỳ đầu của khoa bảng Quảng Bình là Trương Sáng khi mới 29 tuổi. Và tiếp theo thời kỳ nào cũng có người có tên trong danh sách khoa bảng Việt Nam. Đã có gần 50 người đỗ đại khoa. Trong đó có một trạng nguyên, 27 tiến sĩ, 19 phó bảng và hàng trăm người đỗ cử nhân. Trong danh sách 49 vị đại khoa ghi nhận được, có nhiều gia đình, dòng họ, có nhiều người đỗ đạt, khai quốc công thần như Lệ Thần Hầu, Nguyễn Hữu Cảnh. Huyện Quảng Ninh là chiến trường ác liệt trong giai đoạn Trình Nguyễn phân tranh. Bằng chứng đó là lũy thầy do Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng vẫn còn cái vết tích dọc bờ nam sông Kiến Giang, đoạn chảy qua xã Hiền Ninh. Thật bất ngờ, mấy hôm trước được cầm trên tay cuốn tạp chí nhật lệ Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình số 343 trang 62, phần nghiên cứu văn hóa có bài Lược thuật truyền thống họ Ngô Đình ở làng Vạn Xuân của tác giả Trần Văn Trường. Tôi quá bất ngờ về dòng họ Ngô Đình ở làng Vạn Xuân, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Là một dòng họ khá hứng phát tại 550 năm vào định cư cùng các dòng họ Tiền, Khai Khẩn, Trần, Lê, Bùi, Nguyễn, lập nên làng xã để đất lành chiếm đầu Hầu, Khai Cân, Hoàng, Lê, Quý, Thái. Các dòng họ tiếp nối đến nay đã thành xã Vạn Ninh. Dòng họ Ngô Đình với truyền thống hiếu học và đã có nhiều người đỗ đạt cao, đã giúp việc cho vua, cho nước, được ban thưởng nhiều chức tước hầu, bá, tử, nam. Có những người làm đến chức thượng thư. Vì muốn tìm hiểu thêm nên tôi đã đến tận ngôi nhà thờ họ Ngô Đình và lăng mộ của ngài thủy tổ họ Ngô, các nhánh phái để tìm hiểu, do trong mình có niềm đam mê. Đây là phía trước cổng của dòng họ Ngô Đình làng Vạn Xuân. Quý vị thấy xung quanh tất cả các cái hàng rào bờ tường được làm bằng đá, và đây là chiếc cổng được làm bằng đá, và hầu như mình nhìn thấy chiếc cổng này vừa mới làm, còn rất mới. Tiến vào đây ta thấy có một cái hòn non bộ rất to, rất đẹp. Đi vào sân phía bên tay trái thì ta có thấy một cái nhà này gọi là nhà ghi công đức. Ở đây có hai cái cột cờ. Và trước mặt quý vị là một cái cổng rất cổ kính của ngày xưa vẫn còn lại trong ngôi nhà thờ này. Đây là một chiếc cổng rất cổ kính. Hôm nay được anh Ngô Đình Lý, hậu duệ của dòng họ, cho tôi xem cuốn gia phá được phiên âm ra từ chữ Hán. Và đây là một sự trùng hợp với bài viết của anh Trần Văn Trường. Nhưng đây chương đề cũng xin tóm lược thành tích của các ngài đã có chức sắc trong dòng họ qua các đời. Điều làm tôi lưu tâm nhất là trong lời tựa có câu chép về buổi đầu thủy tổ Hồ Ngô, tổng Lê Nhi Lai khai phá đến điền, lập thành xã hiệu. Trong họ có những người đỗ đạt rất sớm và nhiều thế hệ nối tiếp có chức tước qua các triều đại. Sự trình bày của tôi mang tính lược thuật về các nhân vật được biên chép trong Gia Phả và siêu lực bổ sung trong Đài Nam Liệt Truyện và Đài Nam Nhất Thống Chí của Sử Quán Triều Nguyễn do Viện Sử Học, Dịch và Nhà Xuất bản Thường Hóa, để thấy được cái mạch nguồn truyền thống của một dòng họ khá hưng phát tại 550 năm vào định cư cùng các dòng họ Tiền, Khai Khẩn, Trần, Ngô, Bùi Nguyễn, lập nên làng xã để đất lần chiếm đầu các họ Hầu, Khê Canh, Hoàng, Lê, Quý Thái và các dân tộc nối tiếp đến nay thành xã Vạn Ninh. Các cụ bố lão trong làng truyền ngôn về văn tế lễ đến làng có câu: Tiền, Khai Khẩn, Trần, Ngô, Bùi Nguyễn, Hầu, Khê Canh, Hoàng, Lê, Lý, Thái. Tra cứu trong sử sách và Gia Phả, các dòng họ còn lưu giữ cho đến nay. Họ Trần có thủy tổ là Trần Tùng, nguyên là tướng chỉ huy quân Long Tiệp ở kinh đô Thăng Long từ thời nhà Trần. Đến thời nhà Hồ, khi chuyển kinh đô vào Tây Kinh, nay là Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Năm 1400, Hồ Quý Ly sai bộ quân đô tướng Trần Tùng thống lĩnh 10 vạn quân bộ cùng thủy quân đô tướng Đô Mạ thống lĩnh 5 vạn quân thủy và đánh vào chiếm thành ở thành Cha Bàn, nay thuộc Quy Nhơn, Bình Định. Quân thủy không vào, quân bộ vây thành nhưng không có lương tiếp tế cho nên đã bị đói sinh bệnh. Bộ quân đô tướng Trần Tùng phải lui binh về Tây Kinh. Ngài bị Hồ Quý Ly khép vào cái tội chết, được quân thần và Hồ Hán Thương kêu xin nên ngài được tha tội chết, bị giáng xuống làm dân binh đầy đi viện sứ. Vùng đất Thường Chỉ An Mạ, Hà Chỉ Đung Đùng, thành nơi ngài Trần Tùng đưa gia nhân vào ẩn lấn, lập trang trại dung thân từ cuối năm 1400. Gia Phả họ Ngô Đình có chép: Tổng Lê Nhi Lai khai phá đến điền, lập thành xã hiệu, theo vua Lê mà đến, khai phá ruộng vườn, sinh con lỡ cháu, lập thành làng xã. Theo sử sách, cuối năm 1470, vua Lê Thánh Tông thân chinh thống lĩnh 20 vạn quân vào đánh chiếm thành, mở đất đến đèo Cổ Mông. Giữa năm 1471, thắng trận trở về, vua Lê Thánh Tông đã chủ trương cho tướng sĩ đưa gia nhân vào vùng đất mới để khai hoang mở đất và trấn giữ vùng biên viễn. Họ Ngô có hai anh em là Ngô Tự Hy và Ngô Tăng Long, cùng tổ họ Bùi là Bùi Quang Chiêu và tổ họ Nguyễn Văn đã vào chung sống trên vùng trang trại của họ Trần đã khai mở 70 năm về trước. Với sự cộng lực của cộng đồng bốn họ, đến năm 1490, Triều Hồng Đức năm thứ 21 hoạch định bản đồ cả nước, xã làng Vạn Toàn được thành lập. Quảng vùng đất từ An Mã Sơn đã đến Đông Đình, Hạc Hải. Sau này, thủy tổ các dòng họ Tiền, Khai Cẩn đều được bán sắc phong thần. Trải qua nhiều biến động, các sắc phong không còn. Qua văn tế cổ của dòng họ Trần còn lưu thủy tổ, thị tổ, tặng, dực bảo, trung hưng, linh phò, đoan túc, Tiền, Khai Cẩn, hữu kiều, quý công, tôn thần. Họ Trần nay đã có thế hệ 20, họ Ngô nay có thế hệ 19, họ Bùi và họ Nguyễn nay đã có thế hệ 18, 19. Các họ Khê Canh, Hoàng, Lê, Lý, Thái theo Gia Phả Hoàng vào định cư năm Vĩnh Tổ thứ 3, 1621 đã có thế hệ thứ 16, 17. Năm 1744, chủ Nguyễn Phúc Hoạt hoạch định bản đồ xứ Đắk Trong. Vạn Toàn, xã truyền thống được tách thành hai xã, một thôn là Vạn Toàn năm 1838. Do chữ Toàn trung hủy trong cung nên đổi thành chữ Vàng. Phúc An sau đổi là Đại An đến Đại Phúc. Ngài Ngô Tự Hy là thủy tổ họ Ngô Đình, Ngô Khắc, Ngô Văn làng Vạn Xuân. Ngài Ngô Tăng Long là thủy tổ họ Ngô ở Đại Phúc. Mến chào quý vị, đang quay lại kênh TV Dòng Sứa của Trương Đệ. Hôm nay Trương Đệ đang đi điền giã về vùng đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để cùng với các anh em trong dòng họ Ngô Đình và quay cho quý vị xem Đây là một cái dòng họ rất nổi tiếng ở trên tỉnh của mình. Và nơi mà Trương Đế đang đứng đây là phía trước lăng ngài thủy tổ của dòng họ Ngô Đình. Từ thủy tổ Ngô Đình Hy đến đời thứ hai là Ngô Đình Thần, sáng đời thứ ba Gia Phả chết, Ngô U, Thủy Đôn, Tiền, Tướng Quân vì cái xã. Ngài Ngô U có Thủy là Đôn, trước làm tướng quân, sau về làm cái xã, xã trưởng. Thế hệ thứ tư, con trai của Ngô U, Gia Phả chết, Ngô Đình Tôn, thập cửu tuệ, thi trúng nhiều học. Nhận hiệu thất thừa ở Nam, hầu số thất thập, bác tuệ tốt, Thủy Minh Đạo, sinh tiến sinh Ngô Đình Nghiễm, vì Khôi, Phùng, Sô, Diêm, dịch là Ngô Đình Tôn, 19 tuổi, thi trúng nhiều học, tức là đầu xa khật, kỳ thi sứ, thi trong vùng phụ. Sau qua thi lại trúng chính đồ thời nhà Nguyễn, gọi là tú tài. Sau được đặc cách mang danh Hương Cổng thời Nguyễn, gọi là cử nhân. Khi qua đời nhận tước hiệu An Thừa Na, thọ 78 tuổi, tên Thùy là Minh Đạo, cả con là tiên sinh Ngô Đình Nghiễm, vì Khôi, Phùng, Sô, Diêm. Ông Ngô Đình Tôn đời thứ tư của họ Ngô, là người khởi đầu có chữ lọt Ngô Đình, là bậc khai khoa sinh đồ được mang danh Hương Cổng từ thế kỷ thứ 16 của họ, của làng và cả làng xã trong vùng. Ông được ban tước An Thừa Na, khởi đầu những người có tước hàm trong dòng họ Ngô Đình. Thế hệ thứ năm Ngô Đình Nghiễm, con của Ngô Đình Tôn, thi đầu Hương Cổng khoảng thời gian giữa thế kỷ 16, bộ tri huyện Thiên Lục Nam, nay là vùng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, kéo dài từ cái vùng đất Chí Linh đến tỉnh Hải Dương và một phần của Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ông là người chính thức khai khoa Hương Cổng. Thế hệ thứ 6, cả con của ông Ngô Đình Nghiễm là Ngô Đình Du, Ngô Đình Sĩ, Ngô Đình Tín, Ngô Đình Thiêng, Ngô Đình Nhâm. Ông Ngô Đình Du không có con nối dõi, các ông còn lại đều là những người có chức tước và những người cùng thời với là Nguyễn Hữu Dật ở thế kỷ thứ 17. Ngô Đình Sĩ bố chính dính kỷ lục kiêm toàn hầu, Ngô Đình Tín phụ kỷ lục quốc Đức Bá, Ngô Đình Thiêng do tri huyện, Ngô Đình Nhâm tức là Nhâm tri huyện hầu Đức Nam. Mùa xuân năm 1630, chủ Nguyễn Phúc Nguyên theo kế sách và đồ thức của Đào Duy Từ đã cho tôn tạo lũy Trấn Nhân thành lũy Trường Dục. Tháng 9 năm 1630, phấn quân công Trương Phúc Côn tức là Phúc Phấn ở Trường Dục được chúa Nguyễn Phúc Nguyên sai ra kiểm kê dân đinh điền địa ở châu Bố Chính và lập dinh Bố Chính. Phấn quân công Trương Phúc Côn tức là Phúc Phấn được cử làm chánh dinh. Ngô Đình Sĩ, con trai thứ hai của Ngô Đình Nghiễm ở làng Vạn Toàn, được bộ làm chính dinh kỷ lục với tước là hàm kiêm toàn hầu. Thế hệ thứ 7 Ngô Đình Truyền, con trai thứ ba của ông Ngô Sĩ, đã làm tri huyện có tước An Trưởng Nam. Ngô Đình Cáp, con trai thứ tư của ông Sĩ, giữ các cái phùng thành đại phu tri phủ có tước Trường Thế Tử. Ngô Đình An, con trai thứ năm của con ông Sĩ, có hàm tứ phẩm trung thuần đại phu tri phủ, tước là Tài Triều Tử. Ngô Đình Hợp tức là Hào, con trai thứ 6 của ông Sĩ, có chức tri phủ, tước kiêm Du Tử. Ngô Đình Thiêng, con ông Ngô Đình Tín, làm phụ thư ký, tước nghi lễ tử. Ngô Đình Bảo, con của ông Ngô Đình Tín, làm sư quan huyện thư ký, tước Bảo Thiền Nam. Ngô Đình Tố, con ông Ngô Đình Thiêng, làm hầu trí, tước Vạn Toàn Tử. Ngô Đình Kết, làm cái để lại, tước Thành Tương Nam. Ngô Đình Hân, con ông Dâm, văn chức Nhu Phò Bá. Thế hệ thứ 8 Ngô Đình Quế, con ông Ngô Đình Hân, cháu nội của ông Ngô Đình Sĩ, là Kiếm Oai Sư Võ Bá. Ngô Đình Linh, con ông Ngô Đình Hợp, cháu nội của ông Ngô Đình Sĩ, là Kỷ Lục, Kỷ Hồi Cai. Ngô Đình Lợi, con ông Ngô Đình Hợp, cháu nội của ông Ngô Đình Sĩ, là Tri Phụ Hoặc Như Tử. Ngô Đình Trọng, con của ông Ngô Đình An, cháu nội của ông Ngô Đình Sĩ, là Hàng Lâm Viện Tri Lợi, cáo tặng trung thuần đại phu, kiêm tri y, thì đọc học sĩ tích Trọng Hợp. Ông có con là Ngô Đình Giới, một học giả nổi tiếng là thầy dạy hoàng đế và hoàng tử. Nuôi ngoài trong nước và nước ngoài tướng ninh phượt lòng đây các bạn vui gì kinh tướng còn gì. Đơn quê là cụ con cháu lên cháu nước một lần. Phương cháu ra đứng em này ạ, cái cô cháu để mình được mời cô gặp mẹ, cô cháu đừng để làm gì nào, chưa buồn lắm mấy cái. Ngô Đình Ý, con ông Ngô Đình Thiêng là phụ thư ký ký đức tử. Ngô Đình Triệt, Ngô Quý Công, con ông Ngô Đình Thiêng là phụ lệ tôn đức nam. Ngô Đình Thứ, con ông Ngô Đình Tố, hàng Long Viền Kiếp Thôn. Ngô Đình Chúng, con ông Ngô Đình Tố làm tướng luyện võ chức tri huyện. Thế hệ thứ 9, Ngô Đình Đãng, con của hàng Long Viền Thị Độc, tích Trọng Hầu Ngô Đình Trọng, làm quan và từ trần khi đương nhiệm. Con của Ngô Đình Đãng là Ngô Đình Hào, làm thừa chi hàm tổng ngũ phẩm. Ngô Đình Giới là con thứ 2 của ông hàng Long Viền Thị Độc, tích Trọng Hầu Ngô Đình Trọng. Chúng tôi các hầu duệ ngũ tộc Vạn Xuân trân trọng gửi đến chương trình văn nghệ chào mừng khánh thành khuôn viên từ đường Ngô Đình Vạn Xuân. Chương trình cũng là tấm lòng của tất cả bà con nội ngoại dâu rể của ngũ tộc, thể hiện niềm tự hào với sức mạnh đoàn kết, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, chung lòng chung sức với một lòng tâm nguyện tri ân tiền tổ. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lừa khơi xây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra nước mắt đen, hào thơm mắt hút như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lùi chim vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng lại họ vì nhớ con đò ai. Anh đang đi trên đường đi, tai lắng nghe muôn câu hỏi đi. Giá phả chép tiền hình bộ hữu tham ti, chỉ thiểu trì niêng dạng tặng lễ bộ, tước làm hình bộ hữu tham tri, đến năm thiểu trì giải tặng thường thứ bộ lễ. Sách Đại Nam Liệt Trường chép về Ngô Đình Giới buổi đầu theo Tây Sơn làm đồng nghị, năm Tân Dậu 1801 về Quy Thuận, Gia Long năm thứ 2 1803 bộ làm thiêm sự, rồi ra làm kỷ lục ở Bình Định, bị tội miễn chức. Năm thứ 16 1817 lại được khôi phục làm kỷ lục, sung chức tự giáng, giáo dục các hoàng tử. Vua cùng các quan bàn về cách dạy học, nói rằng Giới là người nết na nghiêm chỉnh, được các hoàng tử hoàng tôn kính trọng lắm. Long Trọng rất mừng, nên chức giáo đạo không thể không lựa chọn cẩn thận mới được. Năm Minh Mạng thứ nhất 1820 bổ làm cần chính điện học sĩ, nhưng vẫn xuống chức tư giảng. Vua thường bảo với Nguyễn Hữu Thần rằng Giới là người cương trực, khi nào giảng học được nhàn rỗi thì hãy nên cùng bàn luận chính sự mới phải. Rồi thăng làm hữu tham tri bộ hình, tham làm những cái công việc ở bộ. Năm thứ 2 1821 lại chức ấy sung làm giáo đạo, gọi là Ngô Tiên Sinh. Khi vua ra tuần miền Bắc cho triều Giới vào bảo rằng các hoàng tử ở kinh không những dạy biết văn học, phàm việc tiếng lui ra vào cũng nên bảo ban lấy chính đạo, đó là trách nhiệm của nhà ngươi. Còn quân quốc đại sư cho hiệp cùng với viên đại thần ở lại kinh thường lượng ban định. Năm thứ 3 1822 Giới vì tuổi già xin về hưu, vua không cho. Năm thứ 6 1826 được lấy nguyên hàm về hưu, năm thứ 8 1827 thì mất. Tặng binh bộ thưởng thức. Sách Đài Nam Thống Nhất Chí chép rằng Ngô Đình Giới, người huyện Phong Đăng, có học hành, hồi đầu niên hiệu Gia Long làm kỷ lục, sau làm đến cân chính học sĩ, dự việc dạy và bảo hoàng đế hoàng tử. Ngoài 70 tuổi vẫn lưu lại làm việc, khi mất truy tặng Tư Thiện Đại Phu Lễ Bộ Thượng Thư. Tư Thiện Đại Phu Lễ Bộ Thượng Thư Ngô Đình Giới, nhân vật được lưu truyền trong giới học thuật và triều chính của nhà Nguyễn buổi đầu dựng nghiệp, từ vua Gia Long đến vua Minh Mạng và ảnh hưởng đến vua Thiệu Trị. Ông nổi tiếng là thầy dạy của hai vua Minh Mạng và Thiệu Trị, khi đương là thái tử trong cung cùng các hoàng đế, hoàng tử, hoàng tôn. Vì thế, khi Thiệu Trị lên ngôi đã truy tặng Ngô Đình Giới là Tư Thiện Đại Phu Lễ Bộ Thượng Thư. Tôi xin thay mặt họ tộc Ngô Đình nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, nhiệt liệt chào mừng các bậc cao niên đính đảng tiêu thể con gái chồng họ Ngô đã về dự lễ khánh thành của nhà thờ và nhà thờ dòng Lưu Tranh. Chúc từ đường họ Ngô và dân chúng ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững. Chúc toàn thể họ tộc đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chúc cuộc đời đoàn tụ của họ tộc chúng ta thật hạnh phúc và viên mãn. Cuối cùng, kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị các thế lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa ông bà tổ tiên, kính thưa các vị đại biểu, được sự phân công của ban tập biểu và sự nhất trí của toàn thể con cháu trong họ, tôi xin đọc và ôn lại truyền thống trong một thời gian con cháu trong họ tộc đã thực hiện được như sau. Vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thủy tổ người Hà Dương tùng lễ Di Lai, khai phá Vinh Điền, thành lập xã Hiểu Hoàn Toàn. Ngô Tông Phạ Tử có từ thế kỷ 15, thư phạ truyền lại trong văn bản biên niên thế thứ, nay đã 20 đời. Vượt qua lớp bùi mờ thời gian biến thiên lịch sử, dòng họ Ngô từ một cội lại nhiều cành, con cháu đời nối đời. Để gọi là các tiên sinh, tức là những người có học hành và là những người có trí thức lớn và được mọi người tôn vinh, cho nên gọi là các tiên sinh. Các tiên sinh đó là Ngô Đình Nghiễm, Ngô Đình Nghiễm, Ngô Đình Vị, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Phùng, Ngô Đình Rô, Ngô Đình Diệm là 6 người con trai. Dòng họ Ngô Đình làng Vạn Xuân đến thế hệ thứ 11 có ông Ngô Đình Thà được triều Nguyễn thời Tự Đức bộ làm tri phủ Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cùng thời kỳ với Hoàng Kế Viêm được cử làm tổng đốc An Tĩnh. Theo truyền ngôn gia tộc, ông mất tại Nhiệm Sở. Quan dân phủ Quỳnh Lưu tri ân và cảm thương đã tổ chức lễ táng long trọng cả tuần và được lính cứu đưa xuống thuyền theo đường biển, đưa ông về an táng tại bản quán làng Vạn Xuân. Các con ông là Ngô Đình Vĩ làm chính xúc đội trưởng và Ngô Đình Kiên làm viên tự hội chủ. Cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, Ngô Đình Kinh từ một lính Nam Triều đã dần thăng lên đến chức để đốc hàm tổng nhị phẩm. Làm việc tại kinh đô Huế, triều đình ban ân truy tặng cho cha mẹ hàm tứ phẩm và tứ phẩm phu nhân. Con trai ông Ngô Đình Kinh là Ngô Đình Thị từ xuất đội phủ Quảng Trạch đã được điều vào kinh làm tham tri bộ binh, được tặng hàm ngũ phẩm. Ngô Đình Chương là cháu nội của đế đốc tổng nhị phẩm Ngô Đình Kinh và là con trai thứ của Ngô Đình Thị. Vào học ban tú tài, đã tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào học sinh ở Huế, về quê tham gia giành chính quyền trong cách mạng tháng 8. Đến cuối năm 1945 nhập ngũ, cải tên là Ngô Đình Ngân. Những năm 50 trong kháng chiến, ông Ngô Đình Ngân làm chính trị viên tiểu đoàn. Sau hòa bình năm 1954, ông vào học trường Đại học Kinh tế, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Ông là người khai khoa đại học của xã Vạn Ninh. Ông dần được bổ nhiệm trưởng khoa kinh tế, chính trị trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương và làm tổ trưởng tổ chuyên viên kinh tế của Trung ương Đảng. Ông được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong hàm giáo sư trong đợt phong học hàm đầu tiên. Từ cách mạng tháng 8 đến nay, các hậu duệ họ Ngô Đình, nhiều người là sĩ quan cao cấp, trong đó có đại tá Ngô Đình Kháng là sĩ quan giảng dạy. Ở trường đặc công, được cử tham gia phái đoàn quân sự 4 bên tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 1973-1975. Đại tá Ngô Đình Nhu, chính ủy sư đoàn trong chống Mỹ và nhiều vị đại tá, thượng tá đã nghỉ hưu tại quê hoặc trong quân ngũ. Trong lĩnh vực khoa học, kế tục giáo sư Ngô Ngân, tức Ngô Đình Chương. Nhiều con em họ Ngô Đình là phó giáo sư, tiến sĩ trong các viện quân sự và các trường đại học. Trong đó, tiến sĩ toán học Ngô Đình Quốc sinh năm 1957 là chủ tịch hội đồng trường của trường Đại học Tây Nguyên. Con trai của tiến sĩ Ngô Đình Quốc là Ngô Đình An sinh năm 1983, tiến sĩ toán học ở Singapore khi vào tuổi 29. Năm 2019 được nhà nước phong hàm phó giáo sư tiến sĩ toán học ở tuổi 36, hiện là giảng viên khoa tài năng của Học viện Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Dòng họ Ngô Đình làng Vạn Xuân đã có chiều dài 550 năm vào định cư trên miền đất mới, có công tiền khai khẩn làng Vạn Toàn, Vạn Xuân, nay là xã Vạn Ninh, trải qua 20 thế hệ trường trại và hiện hữu gắn bó với quê hương, có nhiều đóng góp trong tiến trình lịch sử phát triển của quê hương, của dân tộc, làm rạng danh truyền thống, thật xứng đáng là một dòng họ danh gia vọng tộc trên tỉnh Quảng Bình. Mến chào quý vị, trong bài viết này có phần chú thích và sau đây Trương Đề xin diễn tả lại phần chú thích như sau. Một, Quốc sử Quảng Triều Nguyễn, Đài Nam Liệt Truyện, Việc Sự Học Dịch, Nhà xuất bản Thuần Hóa Huế năm 1993, tập 2, trang 451. 2. Quốc sử Quảng Triều Nguyễn, Đài Nam Nhất Thống Chí, Viện Sự Học Dịch, Nhà xuất bản Thuần Hóa Huế năm 2006, tập 2, trang 88. 3. Theo truyền ngôn dân gian trong làng Vạn Xuân, cha của ông Ngô Đình Khả, thường thư bộ binh của Triều Nguyễn, là người làng Vạn Xuân, lấy vợ ở Đài Phúc Lộc, nay là Đài Phong, và lên cư trú ở đó. Chuẩn bị Tết, ông cùng một nhóm dân đi trong rừng lấy củi ở thượng nguồn Kiến Giang. Khi trở về, trên đường thì bị cọp vồ. Lúc đó, ông Ngô Đình Khả, sinh năm 1854, mới lên 6 tuổi. Theo thông tin họ Ngô Việt Nam, ông Ngô Đình Khả là cháu 4 đời của Ngô Đình Giới, mồ côi khi mới 6 tuổi, đã được một linh mục của nhà thờ Mỹ Duyệt Lệ Thủy đưa về nuôi và cho ăn học. Ông thông minh, học giỏi nên được linh mục gửi sang học ở trường dòng Petmang ở Malaysia để đào tạo linh mục. Ra trường, ông làm giảng viên triết học của trường dòng Huế một thời gian. Ông thôi dạy học về làm thông ngôn cho các quan của Pháp ở Nam Triều, ở Huế. Năm 1894, lập trường Quốc học Pháp Việt ở Huế. Ông được cử làm trưởng trường, hiệu trưởng. Sau một thời gian, ông được triều đình xung vào bộ binh theo nguyện thân đi đánh dẹp phong trào khởi nghĩa của Phan Đình Phùng ở Hà Tĩnh, rồi dần thăng lên binh bộ thượng thư. Các con ông, nhiều người học hành vào bậc cao và là gia đình mộ đạo Thiên Chúa, trong đó có Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Theo cuốn gia phả họ Ngô Đình ở làng Vạn Xuân thì ông Ngô Đình Khả chức thượng thư hàm chánh nhị phẩm. Ông có cả con Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Luyện. 4. Theo truyền ngôn tộc phái Ngô Đình ở làng An Xã Hạ, tổng Quảng Trạch, nay thuộc xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có thủy tổ là gốc từ họ Ngô Đình làng Vạn Xuân, làm nghề chài lưới, sáng định cư ở An Xã Hạ. Trong tộc phái Ngô Đình An ở An Xã Hạ có ông Ngô Đình Văn, nguyên chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Bình. Ngày nay có ông Ngô Đình Quân là phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Quảng Ninh, mới nghỉ hưu. 10 chào quý vị, hiện giờ Trương Đề đang có mặt phía trước trường Quốc học Huế, và đây là một ngôi trường có kiến trúc rất là độc đáo. Quý vị xem phía bên trong này, những cái tòa nhà, những cái khung cửa mang đậm chất thiết kế của Pháp ngày xưa. Và trong khuôn viên ngôi trường cây rất nhiều, rất là mát mẻ. Trường Quốc học Huế được thành lập theo chỉ dụ của Vua Thần Thái. Ban đầu được giao cho quan đại thần Ngô Đình Khả, cha của Ngô Đình Diệm, làm trưởng giáo, sau gọi là hiệu trưởng. Đến lúc mới thành lập là Pháp từ Quốc học trường môn, là trường trung học đệ nhất cấp đầu tiên ở Huế. Ngay từ lúc sáng lập, giáo trình được dạy bằng tiếng Việt cùng với tiếng Pháp. Đây là ngôi lăng mộ của ông Ngô Đình Khả. Ngôi lăng mộ của ông Ngô Đình Khả nằm ở cái mặt đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Phía trước là có ngôi trường tiểu học gần với nhà thờ Phục An. Về đời tư thì ông có hai vợ. Khi ông làm phó tướng cho Nguyễn Thân thì đã đàn áp các cuộc khởi nghĩa trong cái phong trào Cần Vương. Sau này ông lại rất ủng hộ Vua Thần Thái, một vị vua có tinh thần trọng Pháp. Về sau lại phản đối cái việc chính quyền thực dân Pháp đã phế truất ngôi vua và lưu đày Vua Thần Thái, cho nên sau này mới có câu phế vua không khả, đào mã không bài. Đào mã không bài tức là ông Nguyễn Hữu Bài đã không cho thực dân Pháp đào mã của vua từ Đức, tức là đào lăng của vua từ Đức hồi đó. Thật bất ngờ với một dòng họ có đến 37 vị quan lại cao cấp qua các thời kỳ, và đây cũng là một dòng họ đã cùng với các dòng họ bạn khai canh ra mảnh đất này. Và đặc biệt có ông Ngô Đình Trọng chức lễ bộ thượng thư, tước độc thị độc học sĩ. Cái tước này là một cái tước rất đặc biệt, chỉ dành riêng cho quan văn, thì quan võ thì không có cái tước này. Đến đây Trương Đề cũng xin dừng video lại tại đây. Nếu quý vị cảm thấy video này có ích thì hãy để lại một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và nhớ đăng ký kênh Tìm Về Dấu Xưa của Trương Đề để đón xem các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.